tối 9 tháng 5, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt được đối tượng dùng dao cướp ô tô vào sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, Trần Bá Đạt, 32 tuổi, dùng dao kề cổ khống chế một nhân viên công ty cổ phần cấp thoát nước công trình đô thị Hậu Giang chi nhánh số 3 để cướp một điện thoại di động, một xe máy và xe tải, nhưng bỏ phương tiện ở cổng công ty. Sau đó, Đạt tiếp tục lấy xe tải loại có cần cẩu chạy đi. Được khoảng 500 mét, Đạt dừng xe, dùng dao khống chế một người đàn ông đang đậu ô tô 4 chỗ trước một quán cà phê, rồi cướp chiếc xe này chạy mất. Đến khoảng 8 giờ 45 phút, Công an thị xã Long Mỹ bắt được Trần Bá Đạt khi đối tượng vừa dừng xe vào một nhà dân tại phường 9, thành phố Sóc Trăng. Công an thu giữ một dao nhọn, một súng nhựa, một điện thoại di động và xe ô tô đối tượng cướp được. Trong quá trình trốn chạy, Trần Bá Đạt luôn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, có lúc lên đến hơn 160 km/h. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ban Nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã tặng giấy khen cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Long Mỹ vì truy bắt thành công đối tượng này.